Em xin chào, mến chúc toàn thể cô chú anh chị em và các bạn quý vị khán giả đang xem trên truyền hình nhiều tập Gió Mùa Ký Sự. Hiện tại em đang có mặt tại ngã tư Đồng Tâm, nơi giao cắt cái cửa ngõ cao tốc và quốc lộ 1A Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Các bạn quý vị khán giả, cô chú nhìn thấy dòng xe rất là đông luôn. Bà con mình di chuyển theo hướng chiều lên Sài Gòn, lên miền Đông rất nhiều luôn nè. Hướng này chính là hướng các phương tiện từ miền Tây đổ lên Sài Gòn, chạy theo cái đường dẫn của cao tốc. Nay là cập nhật của em vào ngày 13 tháng 2, nay cũng chính là ngày mùng 4 Tết. Bà con di chuyển từ Sài Gòn rất là đông luôn nè. Ngoài kia chính là ngã tư Đồng Tâm thì đang bị ách tắc rất là nặng luôn á. Hiện tại thì lực lượng chức năng đang điều tiết giao thông từ hồi sớm. Rất là đông luôn đó, lực lượng chức năng đang điều tiết giao thông ở ngoài ngã tư Đồng Tâm á, chủ yếu là cho các phương tiện từ hướng miền Tây đổ lên Sài Gòn là di chuyển nhiều, chủ yếu cho nên là nhường đường cho các phương tiện đó đi trước đó. Hướng ở bên phải màn hình của chú thấy đó chính là hướng các phương tiện từ hướng của miền Tây á, còn hướng bên trái chính là hướng cái phương tiện của khu vực Trung Lương đó, đang di chuyển lên. Còn bên kia là chính là đường dẫn của cầu Gạch Miễu 2. Còn hướng mà em đang đứng bên đây chính là hướng của các phương tiện di chuyển lên Sài Gòn, chạy theo cái đường dẫn của cao tốc này. Đây là cập nhật ngắn của em về cái hiện tại tình trạng giao thông ở tại quốc lộ 1A đoạn qua Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, tại ngã tư Đồng Tâm vào ngày 13 tháng 2 2024 vào lúc 18 giờ chiều nha.